Phế gì phế? Thôi mấy ngày đi né né cụ đầu dưỡng sinh ra giùm cái, làm mấy cái khác đi. Cái ý là giờ thiếu người thì không nhận nữa. Nó thấy chứ. Ý là rảnh thì nhận, còn không thì giờ chiều đồ là không có nhận nghe. Giờ mà khách đông là không có nhận gội đầu dưỡng sinh rồi đó. Bữa ta bỏ luôn gội đầu trừ. Hả? Chạy mấy sai lầm. Mà nhà rứa mới nhận mới được vô đây đó, nhà có gội đầu mới được nhận mới được vô đây. Thôi nè. Với lại mình chuyên môn cái công nhân mà không bằng ta xí thôi, tao mừng lanh lanh dùm xí. Phải tập đây nha nghe, không có chậm nữa. Đù như chạy đua. Chạy làm chiến cũng nhanh quen nghe. Bất cứ luôn, hồi xưa tao vẽ móng là thôi. Xịt 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 xong. Bà Nhân bà làm móng cho ông Bi mà từ tới mới đi. Tao sẵn ngang luôn, Bi cũng sẵn luôn. Kêu ngồi cũng lâu. Không muốn viết được tao. Mày chị mà chờ mà. Em biết vì sao mà khách nó thích à, họ không có thời gian. Mà chị á, chị như tên lửa rồi đó. Mà như người kỹ là ghét chị lắm nha, người kỹ là ghét cực kỳ. Người mà kỹ tính mà kỹ rồi làm kỹ à, mà thấy trời 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 con ấy. Mới làm như không làm ấy. Không để dành. Nói chắc đi miết mà mỗi lần tôi bán tôi rảnh lắm không muốn đi học, mà tôi rảnh lắm đi học cái không có thời gian. Mình rảnh thì hắn không rảnh, mà hắn rảnh thì mình lại giờ biết rồi. Mình bận từ quá đâu. Sáng nay tôi ở trên đây tôi bắt tôi bút đá cho ông Bi sợ chi. Ê, ông không giống bà trời. Phải không? Tôi thấy không giống rồi đó. Nhưng mà chắc là bán đẹp nè. Thấy không đẹp trai chứ. Thấy thấy kinh quá à. Qua bà nhìn kỹ vô nè. Con nào bạn hả? Bạn gái hả?
Nó nằm vô. Dặn con thấy lại là chờ khách vô yêu cầu chị Loan là Loan lại bận tim. Chứ nào có khách tim à. Không, khác. Người nó tim nhanh nè. Thịt lục. Thịt lục mới ăn rồi. Trừ chị qua thầy mang thịt nướng. Thịt làm cái ùi luôn. Để anh về quê ăn tái trời ơi. Về là như thiếu cái màu ông nướng hồng dễ thương quá vậy. Gì chị hả? Nhà nướng xương nướng thì có thịt Long Hoàng Diệu, Hoàng Diệu 356 trên 38 Hoàng Diệu. 356. Rồi ok rồi. Ok. Rồi. Em ơi. Hả? Có đứa một rảnh rồi. Nói số à thôi để ta gọi thấy. Con đây hả? Con đây hả? Chứ nặng muộn buồn ngủ quá. Tân là một chuyên vitamin ta sửa vui. Dạ ông Căng Hằng ơi. Để em có sức để em làm việc đúng không? Truyền giống rồi luôn. Ta sửa phun thay thải xanh hay nó truyền thống hết. Truyền thống. Ba truyền. À, sô-cô-la. Sô-cô-la cho muốn làm á. Ủa? À có. Miệng quá nhanh với sợ. Hầm hồ kinh. Không phải là có thêm gì không vui không? Vì mọi người uống em cắt cho mọi người cắt chúng với mọi người cái sợ mọi người cô đơn không? Rồi con nó bụng hằng nó mặc cái áo nó bông lúc đúng không? Có đi nó không rung bứt cả gắng nói
Còn bí như quần bí á. Mắt coi chừng hắn nhái chập mắt lé chừ. Cái đi đặc biệt đi hàng có khỏe được. Thì đấy phúng thích đó. Phúng thích là có một tí nữa. Có loại đặc biệt. Đặc biệt là nè. Ai uống trà sữa gì lon trả tiền nha. Em hai đi gì đi lon. Đấm mắt uống sách ít lên. Thôi thằng để tối ngủ mai có sách đi làm hay. Lát ra tối nay mà trọng hai mắt chi lon uống chi lon. Chị không uống. Chị phải uống. No. Ta mà uống là ta không trả tiền, còn ta không uống là ta trả tiền. Chị uống cái chi cũng được hết. Ai đấy? Truyền thống của thằng của nhân từ đâu đâu? Nhân cái sáng nay là nhân lại kêu là do ăn của nhà sữa rồi. Biết nhiều hoang bao mà thèm quá. Tự nhiên biết có linh cảm rồi. May mà mình giơ tay nghe chị Loan cứ trả tiền nhé. Cứ ai uống cũng được. Trả tiền nghe thơm mình ăn liền. Đúng đâu mà thơm trời. Bữa sau đặt nói nhỏ thì bị làm cái gì? Cho người ta trả tiền đi. Dạ, trả uống luôn, trả uống. Mô ơi, chị đặt nữa thôi chứ hầu gì trừ lương ra mà. Đúng rồi, lo. Ai không uống thì lo cặp lương như vậy đúng không? Không bé. Bé thì có lương này với chị. Nhưng mà sai rồi bé. Chị cho quay bé nhiều hơn nữa bé. À đây, nhân đây. Nhân quả. Nhân không. Nhân hậu. Ngày đi hậu nghỉ rồi. Được rồi em.